Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định đình chỉ một phần bản án đối với cựu cầu thủ Phạm Xuân Phú, người từng tham gia bán độ trong trận đấu ở AFC Cup của Jovista Ninh Bình. Điều này đồng nghĩa với việc Phạm Xuân Phú sẽ được tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam quản lý, tổ chức kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Anh sẽ phải chịu thử thách 6 tháng theo quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Phạm Xuân Phú là một trong những cầu thủ đã tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Kelantan và Ninh Bình vào ngày 18 tháng 3 năm 2014 trong khuôn khổ AFC Cup. Nhóm cầu thủ này sau đó đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử và phải chịu những hình phạt nhất định. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau đó cũng đã đưa ra án kỷ luật cấm thi đấu vĩnh viễn đối với các cầu thủ trên.